trò chơi dân gian vốn trở thành một đặc sản của tuổi thơ của rất nhiều người. Tuy nhiên, đa số đều không biết rằng trò chơi chuyền nước là trò chơi rèn luyện và trau dồi giúp các con nhanh nhẹn và linh hoạt hơn nếu được chơi đúng cách. Sau đây là một trò chơi chuyền nước được các con ở lớp chơi của cô Trang và cô Nguyên sử dụng những cái thìa nhỏ mà mình ăn cơm hàng ngày để chuyền những dòng nước thật trắng tinh vào những chiếc ly mà cô Trang và cô Nguyên đã chuẩn bị. Các con vô cùng khéo léo, vừa đi vừa chuyền những giọt nước vào trong những chiếc ly của mình. Các con vừa đi vừa cầm muỗng, cách cầm muỗng cũng như cách cầm muỗng ăn cơm ở lớp ở nhà hàng ngày giúp các con biết cách cầm muỗng như thế nào là đúng. Đôi lúc cũng có nhiều bạn sai nhưng mà sẽ được cô sửa từ từ, chứ không phải là bạn nào cũng vừa cầm lên là biết cách cầm muỗng sai hay là đúng. Từ trò chơi mà con rút được những nguyên tắc và những kỹ năng giúp con trau dồi tốt hơn. Ở đây các bạn nhỏ đi rất khéo léo, giúp nước bọc vào ly không hề bị đổ. Và từ những cách đi, cách nhìn giúp cho con vừa đi, vừa chơi, vừa học và vừa rèn luyện từ cách đi, cách nhìn, ánh mắt, cử chỉ. Mà trong đây các con vừa học lại vừa chơi, vô cùng phấn khởi. Trên miệng các con luôn luôn có những nụ cười và các con rất là hào hứng trong trò chơi này. Ở nhà, ba mẹ hãy giúp các con có những trò chơi vô cùng bổ ích như ở lớp nhé. Ở đây các con vừa chơi vừa hợp tác cùng các bạn của mình rất là hào hứng luôn. Ba mẹ ơi, hãy cho con đến trường và hãy cho con hòa nhập cùng với các bạn của mình nhé. Đây là những bài học vô cùng nhỏ, những trò chơi vô cùng dễ thương, nhưng mà đó lại là mang đến chúng cho các con những kiến thức vô cùng bổ ích luôn. Các con ở đây là các con rất là hào hứng, các bạn thấy không? Các con vừa chơi vừa di chuyển giúp cho các con vừa rèn luyện được cái tính kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận. Và trong cách đi, trong lúc đi thì các con lại vận động giúp cho các con tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Đến với lớp cô Trang và cô Nguyên, các con rất hào hứng. Vậy ba mẹ hãy tạo động lực, tạo niềm tin, niềm yêu, yêu thương cho các con mỗi ngày nhé. Hãy đến lớp và hãy vui tươi và vui chơi giống như chúng ta hồi bé đấy. Hồi đó thì chúng ta được vui chơi thoải mái ở sân nhà, còn bây giờ thì không khí hạn hẹp nên các con chỉ được vui chơi ở lớp. Ở nhà thì các con chỉ được quanh quẩn trong phòng. Hãy nói xa cái điện thoại và hãy cho con đến gần với thiên nhiên, hòa mình vào các trò chơi vận động, các trò chơi dân gian giúp cho con có nhiều kiến thức, có nhiều kỹ năng hơn ba mẹ nhé. Chúc cho tất cả các bạn nhỏ đến với lớp cô Trang và tất cả các bạn nhỏ trên toàn thế giới này mỗi ngày đến trường, mỗi ngày đều là một điều vui, đều là một niềm hạnh phúc và nụ cười luôn luôn trên môi của các con. Và hòa vào không khí này, các con ơi, hãy cùng nhau đến lớp và gặp cô Trang và nói những lời yêu thương mỗi ngày nhé. Chúc các con gặp vui vẻ. Các con và các phụ huynh hãy xem những hình ảnh của các con đến với lớp cô Trang và cô Nguyên như thế nào nhé.